Ngồi với Đạo Phật hôm nay đủ duyên lành ha, phước lành, dắt lại chùa Lư, dắt lại chùa Lư rồi dắt lại hướng dẫn bà con ha, hướng dẫn bà con. Đây là cái tiếp ha, cái tiếp keo để chùa Lư nè, cái tiếp này đó. Và đây là cái bịch bột, bột này là bột mì tinh để mình chùi xong mình tha lên cho nó bóng đó bà con. Bột là bột mì tinh mình chùi mình xong mình tha lên để cho nó rút nước, rút ấy nó bóng thôi ha. Đầu tiên như vậy nè bà con ha, như vậy là bà con dùng chanh nè, bà con tha đại đi, tha chanh vô vậy nè ha, tha chanh vô vậy là bắt đầu, là xong bắt đầu là lao lại cái để đó, để nó cái dùng cái tiếp này tha lên để chút xíu nó khô, cái lấy nùi dẻ lao lại là nó bóng ha, lao lại là nó bóng ngời luôn ha. Để dắt lại làm cho, dắt lại cái máy, dắt lại làm cho bà con xem ha. Dắt lại đây nè, cái hiệu nó nè nghe, cái hiệu nó nè đó, cái hiệu nó ha, cái hiệu nó nghe bà con ha, hiệu nó nè, chuyên gia chùi Lư luôn, dắt lại năm nào dắt lại cũng chùi à. Chùi một lần vậy, một năm chùi lần, đời người ba đời nó mà, đời ta ba đời nó mà, anh chị em ha, chúng ta chùi à, chứ đừng có đánh máy nó mòn. Cái này thay vô rất là bóng này, dắt lại một năm chùi một năm rồi mà dắt lại còn bóng mới, dắt lại chỉ cần tha chanh vô cái là nó muốn sạch lại này thôi, tha chanh vô cũng sạch rồi, tha cái keo đó cái bột nó vô, nó chùi là nó bóng mới như mới luôn, như mới luôn nha bà con ha, như mới luôn. Rồi dắt lại đó, bà con ha, bà con nè, cái này bà con tha vô miếng vậy nè, đó tha vô ấy vô miếng vậy ha, bà con tha vậy nè, bà con cứ tha vậy ha, đó, bà con cứ tha vậy nè, nó tha vậy nè, tha vậy nè, nó ra cái ten nè, bà con thấy không, nó ra cái ten nè, mình tha cứ tha như vậy thôi, tha tay vậy thôi nè, nó tha cái nó bay ra cái ten, thấy chưa bà con, thấy chưa nè, bà con thấy nó ra cái dầu cái ten không, nó ra cái dầu cái ten nè, nó ra cái dầu cái ten cái chút xíu nữa, bắt đầu mình để nó khô, bắt đầu mình lấy nồi dẻ khô mình lao lại, cái là lao lại là bóng mới như mới luôn nè. Dắt lại thí điểm cho bà con xem ha, nè dắt lại thí điểm cho bà con xem nha. Đó, bà con mua cái tiếp keo này về nè, bà con thấy thay luôn, thay vô cái đó nó ra cái chất tiền chất dầu không, mình chỉ tha tha gì nè, nó đơn giản như thế có gì đâu nè, đó tha vậy ha, đó nè bà con tha vậy ha, nó dắt lại làm cho bà con xem ha, làm sơ khởi cho bà con xem cái, để quay nhiều quá là bắt đầu là nó tốn thời gian của bà con cô bác ha, đó nè tha về nè nè, rồi dắt lại tha xong rồi bắt đầu là dắt lại, nếu mà có thời gian bắt đầu bà con để khoảng 15 phút cho nó khô rồi bà con chùi lại con này, dắt lại chùi cho bà con xem sơ cái, tha sơ cái này ha, nè bà con thấy chưa, bà con thấy chưa, thấy giống như mới không, mới chưa, giống như mới không, y chang như mới chưa, bà con thấy không, thấy chưa, đây nó già nắng ha, bà con thấy giống như mới không, bà con thấy giống như mới chưa, y như mới thấy không, y như mới, rõ ràng thấy y như mới không, ha, y như mới ha, y như mới thấy chưa, bà con thấy chưa, y như mới thấy không, y như mới có gì đâu, nó lẹ làng như vậy có gì đâu mà nặng nhọc, mình đánh máy đi làm gì. Cái này nó vừa mòn lư mà chùi như vậy nó rất là đẹp, nó không có mòn lư, nó rất là đẹp đó, mà còn thấy có bao lâu đâu, hai bộ chân đèn dắt lại chùi phấn tiếng đồng hồ là xong, đơn giản thôi. Mà nhớ điều kiện là bộ lư của mình phải lư cho đẹp nha, chứ mà lư đồng mình mua mà đồng dởm mà nó bị rỗ, nó đồng thối quá, là mua hoa đồng không được tốt á, mình chùi nó không bóng bằng thôi, chứ nó cũng vẫn đẹp nhưng không bóng bằng thôi. Mà còn thấy không, rất đẹp không, để lát dắt lại chùi xong dắt lại tiếp tục dắt lại phêu đâu cho bà con xem ha. Bây giờ nè bà dắt lại đã để ra nè, nó rất là dơ ha, rất là xấu ha, này dắt lại chùi xong rồi dắt lại sẽ phêu luôn cho bà con coi, cái này là dắt lại làm sơ một cái cho bà con coi là bà con biết rồi ha. Thì đây là cái tiếp keo này đây nè, cái tiếp keo này đây ha, còn cái bịch bột này là để dắt lại chùi xong rồi dắt lại tha lên cho nó bóng, là bột mì tinh thôi bà con, bột mì tinh thôi, bột mì tinh thôi nha. Rồi để dắt lại ốp ngưng cái đây, lắc lại cái ấy lại cho bà con xem. Đây bà con, bà con thấy á, bây giờ xong rồi nè, tha bột vô, dùng bột mì tinh bột chùi cho nó bóng ngới rồi bà con thấy chưa, đó cái bột nè, nó để vô chùi lại nữa là bóng ngới rồi, thành quả nè, sáng giờ ha, hai tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ rồi, hơn hai tiếng tí, vì do dắt lại có để nhan phanh ở trong cái cục lư đó, chắc lại đốt nhan phanh cho nên nó đen quá, chắc lại làm nó lâu, qua năm thì chắc lại không có đốt nhan nữa, không để nhan phanh trong đó nè, để nhan phanh trong đó nó ảnh hưởng nó lâu quá, chùi lâu, chứ nếu mà không có nhan phanh là chắc lại nó làm rất là lẹ nè, đó bà con thấy chưa, thành quả thấy không, quả đẹp không, mới hai mặt luôn, hai mặt đều mới hết, chùi đó như vậy là xong rồi nha. Rồi như vậy tiếp tục cái này, này cho bột vô, bột mì tinh thôi chứ không gì đó bà con, bột mì tinh
mì tinh hả? Này là chi bột mì tinh hay nó chùi bằng cái kia xong rồi bắt đầu là chùi bằng cái tiết keo này xong để khô cái lau lại cái cho bột mì tinh lên như vậy là xong rồi. Bà con thấy lư không? Ở trong cũng bóng rồi ha, ở trong mặt trong nó cũng sáng bóng chứ đừng nói mặt ngoài nó sáng bóng luôn, mặt trong luôn. Bà con mua loại nhớ mua chân đèn, mua lư lên dòm ở trong loại xịn trong này nè, nó không có rổ ngọt, không có gì nè. Đó, ở trong cũng phải bóng như vậy, sọc như vậy nè. Bà con thấy không? À, chân đèn là phải hai mặt luôn nè, mặt dưới bóng, mặt trên cũng bóng. Rồi cái này bà con thấy không? Ở trong như ở ngoài, ở trong như ở ngoài không có miếng rổ. Mua chân đèn bà con phải lựa nha, lựa cho kỹ. Này dắt lại mua lâu lắm rồi, mua đây 20 năm mà. Cái bà thỉnh này 20 năm. Đó, con dặn vô cái lau lại cái là lụm. Dặn vô cái lau lại là xong rồi. Thấy chưa? Rồi, cái này là cái chuông ha. Đó. Mới không? Rồi chắc là chùi cái này nữa, cái là chắc là để lên là xong đủ bộ nè. Đơn giản nhẹ nhàng thôi, có gì đâu, chùi tay thôi chứ đâu chùi máy chi. Chùi máy chi nó vậy là xong. Đấy. Rồi, tạm thời khơi khởi cho bà con thấy chưa? Thấy đẹp không? Hả? Không có gì đâu, đẹp không? Đẹp chưa? Đẹp không?